Cửa hàng này xin kính chào các bác nhá. Hôm nay cửa hàng sẽ giới thiệu cho bác một loại micro cực kỳ mới luôn, mới về, rất là hay, cao cấp và tay mic có thể sạc được. Tay mic là dùng pin sạc luôn các bác nhé, chứ không phải có thể sạc, có pin sạc luôn. Cái mic này thì là mã là HEU68 các bác nhá. HEU68. HEU68 này, hãng Huer. Hãng Huer các bác nhá. Huer này. HEU68. Úi. Này các bác nhá. Đi trong hộp này. Mời các bác quan sát này. Đây là thẻ bảo hành của nhà sản xuất này, nhưng mà chỉ bảo hành ở bên Trung Quốc thôi các bác nhé. Rồi. Đây là hai tay mic này. Hai tay mic này. Hai cái chống năn nó lại cùng màu màu cam các bác nhé. Để tí nữa xem khách thanh còn cái chống năn dạng này không thì đổi cho các bác một xanh một cam. Nhìn cho nó dễ phân biệt. Còn ở đây cái nút nhấn này các bác cũng có thể phân biệt được một cam này, một màu xám này. Mic kỳ tuyệt đẹp luôn các bác nhé. Màu xám chất lừ luôn. Chất lừ sang trọng luôn. Cực kỳ sang trọng. Chất lừ cầm lặng trịch. Và chắc chắn bằng kim loại các bác nhé. Đấy, kim loại này. Chất lừ luôn. Đặc biệt là cái tay mic này có pin sạc này. Đấy, pin sạc này 3,5V, 3,7V, 2000mAh, 3,7V. Pin này quá khủng rồi, dùng thì quá ok, thời gian lâu. Và pin này thay thì rất dễ dàng các bác nhé. Sau này hỏng thì thay thì rất là sẵn luôn. Pin thì nó cũng cùng loại pin với đầu thu này các bác ạ. Pin này cũng 2000mAh, 3,7V. Các bác cắm bắt đầu thu này nhớ âm dương các bác nhé, quan sát âm dương. Đầu lò xo này là đầu âm gắn với cái đầu to này. Đấy, đầu thu rất nhỏ này. Dây sạc này, chống lăn này. Một đầu chuyển từ 6.5 sang 3.5 các bác nhé, tụt xuống đây rồi. Con này quá tuyệt vời luôn. Thiết kế nó đẹp kinh khủng luôn nhé các bác nhé, cầm thì thích cực kỳ sang tay luôn. Và đặc biệt là pin sạc này, các bác không phải lo pin, không phải lo mua pin, quá tuyệt vời luôn. Đấy, khi dùng rất là tiết kiệm. Đây, các bác cắm dây sạc vào đây này. Đấy, ở đầu thu này các bác cũng cắm sạc vào đây. Cái cổng sạc này thì nó cùng với cổng sạc của điện thoại Android, Samsung, Oppo đấy, vân vân. Các bác dùng sạc đấy, các bác cắm luôn vào đây cũng được. Là rất là tiện lợi luôn. Và các bác quan sát nha. Ở đây có nút set này, set tần số này, cài đặt tần số đấy, nút chỉnh tăng giảm volume này. Volume cộng, volume trừ này, đấy như vậy là chỉnh được tần số và chỉnh được to nhỏ của âm thanh nhé. Rất là tuyệt vời. Đấy, cái này một kim loại luôn này, nhôm. Đấy, các bác nhìn đấy. Dùng pin sạc thì không phải đắn đo, không phải lo nghĩ gì về chi phí sử dụng pin nữa. Bác nhấn này, nhấn để bật nguồn này. Đấy, màn hình này. Tần số mặc định là 730 nha các bác nhá. Cái màu xám.
một cái là 742. Các bác nhấn vào đây và thả ra là nó lên luôn. Đấy, không phải nhấn nâu nữa quá nhá. Khi mà tắt thì mới phải nhấn nâu thôi. Còn khi mở lên thì nhấn 1-2 giây là nhả ra nó bật lên rồi. Cực kỳ là cao cấp. Đấy, các bác nhìn này, mic quá tuyệt vời luôn. Các bác mua hàng thì liên hệ nhanh số máy 0964 867 866 để gặp nhân viên bán hàng các bác nhé. Mã mic là HEU68. Quá tuyệt vời luôn, HEU68. Hàng này là nguyên đai nguyên kiện nhập từ Trung Quốc về các bác nhé. Cái hàng này là hàng đi qua cửa khẩu các bác nhé. Nếu hàng này mà tính đầy đủ thuế cho các bác thì không có cái giá 1.250.000 đâu các bác nhé. Hàng này đầy đủ thuế nó phải gần gấp đôi đấy. Nếu tính đầy đủ thuế nhập về thì cũng không phải là rẻ đâu các bác ạ. 1.250.000, nếu mà tính đủ thuế thì nó cũng phải hơn 2 triệu. Nó cũng thuộc dạng là cao cấp rồi các bác ạ. Lấy hàng về kiểu này thì không có nhiều các bác nhé. Là các bác mua hàng nhanh thì gọi số máy 0964 867 866, gặp nhân viên bán hàng, hoặc 0364 791 604 gặp nhân viên bán hàng. Cái số có Zalo là 0964 867 866 nhé các bác nhé. Quá tuyệt vời luôn. Các bác đăng ký 6 kênh YouTube của Khắc Thanh sẽ để ở phần mô tả của video này nhé, là các bác được giảm 50.000. Còn bác là không cần 50.000 thì các bác không cần phải đăng ký gì hết. Các bác chỉ nhấn nút đăng ký ở góc phải màn hình thôi các bác nhé. Góc phải màn hình thôi là các bác được giảm ngay 50.000. Còn các bác nào mà không cần giảm 50.000 thì các bác đăng ký để ủng hộ cửa hàng các bác nhé. Rồi sau đây test cho các bác này. Đầu thu này. Đầu thu này các bác bật lên mà các bác cắm với âm đi là xong rồi. Đây, sau đây test cho các bác nhé. Đây, sau đây nha. Test cho các bác. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quá tuyệt vời. Tuyệt vời luôn. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10. Alo. Alo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Alo. Quá là tuyệt vời. Chất lượng âm thanh và độ nhạy của nó rất là tốt nha các bác nhé. Quá tuyệt vời luôn. Alo. Alo. Alo 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hát thử một bài này. Không phải một bài một đoạn thôi. Lực 1, 2. Để niêm vang này 3 triệu 2 các bác nhé. PA500 quá chất luôn. Hát cực hay. Đánh 2 đôi 25 thì quá tuyệt vời. Lịch 1 2.
tai nghe vang này có bluetooth các bác nhá. Kết nối bluetooth thì áp từ điện thoại này có tiếp vào luôn. Lực 1, 1, 2 từ mấy chúng mặt rất là tuyệt vời. Lực 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giọng cực kỳ là trong trẻo luôn các bác nhé. Nhẹ nhàng thanh thoát. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Các bạn lưu ý là khi mua hàng về
pin ở trong cái lượng pin ở trong pin này là người ta sạc rất ít các bác nhé. Về nếu mà gửi hàng đến cho các bác mà nó không lên ấy, thì các bác nhớ là sạc vào một tụ trước nhé, thì bật nó sẽ lên. Chứ còn hàng gửi đi thì bên em test hết nhanh thôi nhé, bác hoàn toàn yên tâm. Chạy ok mới gửi, chất lượng bật lên là ok, và chất lượng đảm bảo hàng chất lượng thì mới gửi đi cho bác. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dưới còn gì vui hơn trong thu dạy được yêu. Đời còn gì đau thương khi lắm nghe đẹp vỡ, vì đã gió nhiên rồi, vì xin khi đôi đời dù xa cách phương trời. Có tiếng vời nữa nhé. Rồi các bạn có hạn xin hãy số ngoài 0964 867 866 hoặc 0364 791 604 các bạn nhé, để gặp nhân viên bán hàng. Khi mua hàng đặt hàng thì các bác sẽ đặt cọc 50.000 thẻ cào Viettel các bạn nhé. Nhận hàng thanh toán số tiền còn lại trừ đi 50.000 các bác đã đặt cọc và thanh toán tiền ship của ví điện các bác nhé. Lưu ý là bên phát hành thì đơn nào cũng phải đặt cọc, đặt cọc không nhiều đâu, chỉ 50.000 để cho chắc chắn đơn hàng thôi. Đơn phát hành thì hơn 40.000 người đăng ký YouTube rồi các bác. Hoàn toàn yên tâm về chất lượng và độ uy tín khi mà đặt hàng đặt cọc các bác nhé. Rồi, các bác mà đăng ký 6 kênh YouTube ở phần mô tả của video này thì các bác được giảm ngay 50.000 chỉ còn 1.2 thôi. Còn không thì các bác mua với giá bình thường là 1.2 các bác nhé. Xin cảm ơn các bác. Yeah.